quay một một đống cá sấu này cho mọi người cùng xem. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. À, cả nhà ơi, à, lâu lắm rồi mình mới bắt đầu làm lại một cái clip. Thì hôm nay thì bên nhà ngoại mình đó có đi biển vô, có cho mình một con cá rô rất là bự nha. Cá rô biển nha cả nhà, chứ không phải cá rô nước ngọt đâu. Với lại thêm một đống cá sòng đó. Thì ai ở ven biển đó, hay là đã từng ăn cá sòng thì rất là biết, rất là ngon nha. Thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cho mọi người cùng thưởng thức với mình là một món cá sòng rất là ngon, với lại thưởng thức một con cá rô rất là bự. Nên là cá rô này là mình sẽ cho mọi người xem nó rất là to. Đó, bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu xem một đống tích cá sòng của mình ha, với lại một con cá rô rất là bự. Thì nói chung đây là những loại hải sản rất là tươi ngon, chứ không có ướp ba cái hóa chất gì đây nha cả nhà. Tại vì từ ngoài biển đem vô rất là ngon. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến thôi. Đây là con cá rô bự luôn cả nhà, thấy không? Đây là cá rô biển nha, cả nhà thấy không? Cá rô biển rất là bự. Còn đây là một ít cá sòng. Giận gì mẹ, tha bự giận á. Cái này không ăn. Để bác sĩ xuống. Để đi mà. Cá sòng nào? Sòng này cho mẹ ăn thì họ hay ba hay con cũng được. Thấy không? Đó. Con này là con cá rô biển nha. Đó, nó bự lên. Rất là bự. Đó. Quá bự luôn mọi người ơi. Cá rô này bự ghê không? Đó. Còn đây là con cá ngừ. Thấy không? Đây là con cá ngừ của ông anh mình cho. Đó. Rất là bự luôn. Thấy không? Cái lọ này nó bự lắm nha, con này mình nói chắc cỡ 5 kg 6 kg rồi, con bự rồi. Còn con này chắc có 3 kg, con này có 3 kg. Còn đây là khúc cá nhồng nha, khúc cá nhồng nó rất là bự. Quá trời luôn mọi người, bây giờ mình phải đi mua đá bỏ vô thêm ha. Đó, nếu có dịp thì mình sẽ làm một cái món ăn về con cá rô bự này cả nhà. Cái gì đây? Bự quá cả nhà. Nó nặng lắm rồi nha. Rất là nặng rồi nha. Con này là cá rô nước biển cả nhà. Nhiều người đâu nhìn vô tưởng đâu là con cá
cá rô, cá rô kêu mà đúng không, cá rô nước nước ngọt á, không cá rô biển đó, nhìn thấy không, nó còn tươi quá trời đúng không, đó, nó đỏ còn tươi đúng không, cá này ngon mà, quá trời ngon rồi. Lại đi mua đá ha, mình mua đá, mình mua đá. Trưa nay mình sẽ làm món cá sòng. Vừa mới mua nước đá về mà ướp thêm ra cả nhà, tại vì nói chung là ở đảo này cũng hay cúp biển lắm cả nhà, nên bây giờ mình phải ướp thêm của thêm đá vô cho cá bảo quản nó lâu ha. Đó, rồi xong rồi đó, xong là khỏe rồi đó. Chuyển vô chợ để mà cho người thân của mình đó. Quá mệt luôn cả nhà, nói chung là mình mua một cục nước đá rất là bự về để mà mình bỏ vô trong cái thùng đá, thì ở đây vẫn có điện, thì điện vẫn chưa có ra đảo cả nhà đó, thì mình sẽ mua nước đá bỏ vô cho nó sạch sẽ rồi cho nó ngon lành rồi ướp cho nó lâu để ngày mai vận chuyển vô trong đất liền á. Thì nói chung là đồ ăn đồ uống mà gửi vô trong đất liền á, ba hải sản mà gửi vô thì cũng hơi khó khăn, nhất là ba cái đồ sống á, gửi vô 10 con thì cũng mắc hết hai con hoặc ba con gì rồi đó, có khi thì đầy đủ hơn đó. Thì cả nhà ơi, mình sẽ bắt đầu đi làm một con cá sòng. Nói chung là mình sẽ chia ra là một ít thì mình sẽ nướng chấm với muối muối ớt cay hoặc là muối ớt chanh gì đó mình ăn. Cá sòng này nướng và chiên nó mới ngon nha, chứ còn mà cả nhà kho thì nó không ngon đâu, cá sòng này nó là vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi vô và làm cá sòng để mà mình chiên lên ha, còn nướng thì cả nhà bắt đầu từ từ thưởng thức với mình sau nha. Bây giờ mình đi vô làm để rồi chiên cá sòng. Cái than này là mình đã mua sẵn để sẵn rồi, đây là 2 kg than ha, rồi đây là cái lò mình đã thường hay quay cho cả nhà xem đó, thì có để bữa nào mình sẽ mua một cái lò thật là bự hơn nha, tại vì ở đây hết lò bự ở nhà ơi, xui sao, tại vì ở đây họ cũng nấu nướng rất là nhiều đó. Thì thời xưa lúc giờ là đảo mình là xài điện, xài bếp ga chứ, xin lỗi, xài than, họ xài than đó. Rồi sau này họ xài bếp ga, thì bây giờ họ thấy nướng nó ngon hơn cái nhà nên họ hay mua mấy cái này lắm. Nói bây giờ mình chỉ còn có cái nồi nhỏ nè, bữa nào đi mình sẽ mua cái nồi bự hơn ha, mình sẽ mua cái lò thật là to để mà mình nướng cho cả nhà xem. Chuẩn bị xong hết trơn rồi. Bà chị của mình mới cho mình một ít khô cá hố nè cả nhà. Đó. Thì cả nhà ai đã thưởng thức cái loại cá hố này thì cả nhà biết rồi ha. Đó. Cái này mình dùng để chấm mắm me hoặc là mình chấm hoặc là mình ướp gì đó mình ram ngọt cả nhà, ram ngọt ngọt ăn mới ngon. Đó, cái khô cá hố à, nhà thấy không? Đó. Cái này là đồ tươi đàng hoàng nha, đồ ok đàng hoàng nha, chứ không có phải như mấy người ở ngoài bán được đâu, ngoài đường bán đâu cả nhà. Đó. Rất là nhiều, nói chung là cuối năm thì bà chị mình hay là tất cả những người ta hay cho lắm, không phải là cuối năm không mà thường thường trong một năm thì những người dân này họ đi biển vô hay có loại cá này lắm. Đó. Cá này mình sẽ làm, sẽ nướng lên hoặc là chấm với mắm me, cái này chấm mắm me là hết sảy luôn nha, những ai là dân nhậu sẽ hiểu được cái này ha.
À cả nhà ơi, bây giờ là mình sẽ bắt đầu bắt than lên rồi mình nướng nha. Thật sự ra đây là mình nướng cá sông rất là nhiều, tại vì ông cậu mình á, với lại ông nói chung là mấy ông chú ông đi biển vô, ông cho cá sông rất là nhiều, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu đem đi rửa cho sẻ và mình nướng nó lên cả nhà. Đó, cái loại cá sông này rất là ngon, như là nướng á. Cá sông nè, còn miếng cá sông nè, ở nhà có muối chấm gì ngon không? Khỏi cần làm. À, có muối ớt, nhưng mà tao nó không ăn, tao nó không làm mọi người. Vậy thì cô ăn lên đi, cậu làm muối gì? Thấy không, nhiều không? Cứ ăn đi. Để làm một tí nữa anh Sinh. Như chắc cũng tầm cỡ 2-3 ký. Mọi người, đây là số lượng cá sông rất là lớn nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay một đống cá sông này cho mọi người cùng xem. Đó, thì mình không phải là ăn không, là có một đống con cháu mình nữa. Đó, cả nhà thấy không? Thôi, bây giờ mình sẽ chờ than và bắt đầu mình thưởng thức cái món cá này nha. Mình đã sắp xếp lên hết trơn nha cả nhà. Đây là cá sòng ở biển mình nha cả nhà. Giờ mình đã sắp xếp lên hết trơn rồi nha, sắp xếp cho đẹp. Thì cái nào mà chín thì mình đem ra, còn nào mà không chưa chín thì mình để lại. Đó. Nói chung là than này mau chín lắm. Nhà bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá sòng nướng này nha. Đó. Thì nói chung là mình quan trọng là cái thịt của nó thôi cả nhà ơi. Chứ còn ba nói chung là bụng của nó không có ngon nhiều, tại vì nhiều người thích ăn cá với lại ăn nội tạng của nó đó. Thì cá này thì nó không có nhiều. Quan trọng là thịt của nó rất là ngon. Giờ mình mời cả nhà thưởng thức nha. Rồi giờ mình ăn nha mọi người. Nè cả nhà thấy không? Đó. Quá hấp dẫn mà ngon cả nhà. Ăn đi em. Ăn mấy vô đi. Ba thằng đầu não đầu teo ăn đi kìa. Không cá ngọt quá. Cá ngọt ngon. Để đủ đây còn đủ không? Dạ tao. Trời ơi, nó còn nhiều mà. Đang có cuối mà. Đó, đó, thấy không? Thịt ngon kìa. Quá chứ không ăn nữa chín. Chín nó có đủ ghê không? Nó thông minh cái chữ trời. Nó lượng cá đẹp ha. Ngon quá không? Để cho em chấm cái xuống đi. Hay là để cho hai đứa nó ăn. Quá ngon luôn mọi người ơi. Nè cả nhà, chỗ thịt cá này ăn rất là hấp dẫn nha. Áo luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Né của té rồi. Cá đảo quá. Quá hấp dẫn. Ngon luôn. Để em ăn nhiều vô đi. Nè mọi người. Ngon quá. Đảo này ngon. Cái loại cá này mình ăn vô cái thịt của nó rất là cứng cứng, với lại ăn rất là ngon, thì theo cảm nhận của mình là như vậy đó. Thì nếu mà cả nhà mà để nó lâu quá đó nha, mà nướng lên rất là dở. Cái loại cá này là mình nướng hoặc là mình chiên thì nó sẽ hấp dẫn hơn, nhưng mà thường thường thì ở đảo mình là ăn cá nướng nhiều hơn, tại vì cá sòng nướng rất là ngon cả nhà. Nói chung rất là tuyệt vời, ngon ngon lắm cả nhà, thật sự. Cái này nè.
Bây giờ là mình sẽ cho cả nhà cùng xem một cái clip, nói chung là một đoạn thôi, tại vì có một bà chị đã đi buôn bán ở gần nhà mình nè, thì mỗi lần đi buôn bán là cá rất là nhiều. Mình muốn cho cả nhà xem thử chị này mà bán cá gì nha, rất là tươi nha, nói chung là cá tươi đánh bắt ngay tại đây luôn nè, tại cái sàn mình nè, đó chiếc mặt vậy đó, mặt ở sau hòn. Giờ mình coi ha, cả nhà. Xin đã nướng xong tất cả mọi thứ rồi. Thì cá sồng thì mình nướng chuyến này hơi bị nhiều nha. Tại vì bên chỗ bà ngoại mình á có tặng cho mình rất là nhiều cá. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho cả nhà cùng xem cái món cá này rất là ngon. Đó. Thì ai đã từng thưởng thức cái loại cá này sẽ biết đúng không? Bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bây giờ bắt đầu chúng ta thưởng thức cái món cá này thôi. Mời cả nhà. Lấy đổ cho anh đây. Đựng cái da. Rồi kẻ đây, kẻ đây. Kẻ nó. Rồi, cục da đây đi. Rồi, ăn nhiều quá. Rồi, ăn đi tổng ơi. Ăn đi tổng ơi. Bỏ này hả? Cái da vô đây hả? Bỏ sạch. Rồi quá ngon cả nhà, nói chung là no quá mọi người. Thôi mình xin tạm dừng cái video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe, chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà và những người sắp tới. Bye bye cả nhà. Ăn tiếp đây. Ai vậy, tính ra vậy là người bao đăng thông xui mày. Cái người mà bao đăng á, người đó lời thông xui mày. Người chủ đăng người đó lỗ. Bao đăng. Bao đăng mày tới mừng tí. Nó có biết đâu. Tao lóc giờ tắt những người đi. Đâu tắt những người đi. Nó một năm kiếm được 100 tỷ. Đó, 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 đó. Đây mọi người, đây là con cá đó nha. Đó, chắc hôm nay là mấy cậu cháu mình sẽ ăn no luôn cả nhà. Ăn đi mấy con ơi. Đây là mấy con cháu sang này, cả nhà thấy không? Cá rất là nhiều. Nói chung ở đây là biển đảo, mình ăn uống rất là nhiều nha mọi người. Nói chung là hải sản đây rất là bao la.
ai ở biển đảo thì cũng biết rất là ngon đó nha, đặc biệt là hải sản đầy và nhiều. Mấy em ăn lấy dài nè, ngon ăn kìa. Đói bụng hả? Ê bụng phải không? Có điều gì xin không?